Rồi, xin chào các bạn nhé. Hôm nay hệ thống đồng hồ dưới mắt chúng tôi lại làm video giới thiệu review các bạn 10 mẫu đồng hồ Philips. 10 mẫu đồng hồ Philips đến từ nước Pháp. Vâng. Bây giờ chúng ta sẽ vào xem chi tiết từng sản phẩm một các bạn nhé. Đây là một chiếc Philips dành cho nữ giới. Đó, rất là đẹp đấy các bạn này. Phiên bản là màu trắng bạc. Đấy, cảm trà cừ, viền men gen đính đá. Đấy, đính đá lấp lánh này. Đó. Và size mặt của mẫu đồng hồ này. Đấy, tôi đo trực tiếp cho các bạn xem nhá. Là 34, vâng, size 34. Size 34 này dành cho các bạn là có cổ tay trung bình trở lên nhé các bạn nhé. Có nghĩa là những cái bạn mà nặng khoảng tầm 60 cân đấy, tầm 55 đến 60 cân trở lên thì đeo mẫu đồng hồ này rất là đẹp đó, các bạn nhé. Độ dày của mẫu đồng hồ này nó khoảng tầm 6mm thôi, 5-6mm, rất là mỏng luôn đấy. Mặt kính khoáng đấy, đây là dòng máy quắc các bạn nhé. Đấy, buổi tối là có dạ quang sáng hai cái kim giờ và kim phút này đấy, sáng trưng luôn, rất là đẹp luôn. Còn chất liệu dây và vỏ là thép 316L, độ chịu nước của mẫu đồng hồ này là 3 ATM, cho phép bạn đi bơi rửa tay thoải mái. Đó, còn ví dụ khi nào các bạn đi bơi biết thì không nên đeo nhé, nước nó vào các thứ thì dễ hỏng sản phẩm các bạn nhé, của bên tại người thôi. Bây giờ sang đến mẫu đồng hồ thứ hai. Đây là một mẫu đồng hồ này được thiết kế cũng rất là nhẹ nhàng, đơn giản, đẹp. Dây này các bạn này, dây được đính đá. Đấy, yêu chưa? Thương hiệu Philips này rất là chiều chị em phụ nữ, ở cái chỗ là thiết kế rất là tỉ mỉ, cũng như là thiết kế rất là mang đến những cái mà lấp lánh cho chị em. Đấy, ví dụ là mặt xà cừ nhé, đấy, mặt xà cừ lấp lánh bảy màu này, đấy, các bạn nhìn này. Đấy, ngoài ra là đá này, đinh đá, cọc số đinh đá này, đấy, đá cả dây nữa. Đấy, tất nhiên là không phải chỗ nào cũng đá nhé, thì điểm thôi. Đấy là một cái mẫu mà đồng hồ, mà một thương hiệu đồng hồ này Philips, mà thương hiệu Philips này họ thiết kế rất là chiều chị em. Vâng, còn mặt sau của đồng hồ đấy các bạn nhìn này, có tem 7 màu của nhà phân phối Tân Hải Minh, nhà phân phối độc quyền thương hiệu Philips này tại Việt Nam đấy các bạn này. Và thông số kỹ thuật nằm ở phía sau đồng hồ. Đó. Chất liệu thì cũng thế thôi, đều là thép 316L, độ dày con này khoảng 6mm, rất mỏng cho chị em. Đấy, tay mặt của con này là khoảng 31 các bạn nhé, 31, sang mặt 31. Đấy, dành cho các chị em nào có cổ tay trung bình, đấy, cổ tay trung bình nặng khoảng tầm từ 50 cân đổ lên là đeo con này rất là đẹp luôn, màu trắng bạc rất sang chảnh luôn. Với giá sản phẩm của mẫu đồng hồ này là 2.250.000. Vâng, khi các bạn mua online thì chúng tôi sẽ giảm giá cho các bạn 10%, và hiện tại thì đang chuẩn bị đến ngày 20 tháng 10 rồi, cho nên là chúng tôi có chương trình khuyến mãi tặng cho các bạn rất là thơm tho luôn. Và khi các bạn mua một sản phẩm đồng hồ Philips này, chúng tôi sẽ tặng kèm thêm một dây da trị giá 550.000. Đấy các bạn nhé, tặng kèm thêm một dây da và được giảm giá thêm 10% nữa, và tặng kèm thêm một dây da trị giá 500.000. Đấy là một chương trình rất thơm tho dành cho chị em vào ngày 20 tháng 10. Vâng, sang đến mẫu đồng hồ thứ ba, chúng ta hãy xem. Đây là mẫu đồng hồ có mã là FR110062, giá là 2.350.000. Đây, với thiết kế màu vàng kim. Đấy, mặt chém cạnh kim cương. Đấy, các bạn nhìn này. Rất là đẹp luôn. Đấy. Thiết kế mẫu này nó dạng như là cái kiềng các bạn nhé, kiềng xích đây. Các bạn nhìn này, cái cầu nó là cái cầu như thế này. Rất là đẹp luôn. Đấy. Đấy, mặt sau này. Đấy này. Đều như vậy thôi. Thông số kỹ thuật size này, size em nó là 32, dành cho các bạn là cổ tay trung bình. Đó, được đính đá giữa hai cái gối này tôi thấy rất là đẹp luôn các bạn nhé. Này, thiết kế đơn giản và tinh tế, rất tinh tế luôn. Giá của em nó là đây 2.350.000. Các bạn mua online sẽ được giảm 10% và được tặng kèm thêm một dây da. Vâng, sang đến mẫu thứ tư. Đây là một mẫu đồng hồ tôi thấy cũng rất là đẹp luôn, viền men gen được đính đá này. Đấy. Mẫu này với mẫu này nó cũng đều giống nhau đây các bạn nhé, mẫu này và mẫu thứ số 1 cũng đều giống nhau thôi, khác màu. Đây là em này là FRMI,
vàng trắng, còn đây là màu vàng trắng bạc luôn. Đấy, thiết kế đều giống nhau cả, thông số cũng là giống nhau. Đó. Và giá của em này 2.080.000 các bạn nhá. Và sang đến mẫu đồng hồ thứ 5, đây là một mẫu đồng hồ phiên bản màu vàng hồng. Đấy, đây là một phiên bản màu vàng hồng. Có dây thiết kế cũng rất là đặc biệt luôn. Đây các bạn này, dây thiết kế rất là đặc biệt luôn này. Khỏe và rất là đẹp. Đây là một mẫu đồng hồ được bán rất là chạy ở thị trường Việt Nam mình. Rất là bán chạy luôn. Bởi vì thiết kế khá đẹp. Cọc số 12 giờ là được đính một viên đá mặt cảm xạ cường, size mặt là 32. Vâng, dành cho các bạn là có cổ tay trung bình, nặng khoảng tầm 5 đến 60 cân, đeo rất là đẹp. Đó. Rất là đẹp. Giá của em nó là 3.050.000, 3.050.000. Thì ở đây thì tôi cũng giới thiệu qua một chút. Ở đây thì có một cái mã gọi là cái mã xác thực chính phủ. Đấy. Khi các bạn nào ví dụ là muốn kiểm tra cái sản phẩm này có chính hãng hay không thì các bạn cào cái mã này ra. Đấy, cào cái chỗ này ra. Và các bạn là nhập cái mã ở đây vào cái tin nhắn, soạn tin nhắn đây này. Đấy, mã số gửi 8137 thì họ sẽ xác thực cho bạn là cái đồng hồ này có chính hãng hay không. Đấy, cho nên là các bạn mua hàng ở giờ bắt chúng tôi thì các bạn hoàn toàn yên tâm, đây là hàng chính hãng. Và cũng là chương trình khuyến mại cũng vậy thôi, các bạn khi mua thì được giảm giá 10% và được tặng kèm theo thẻ giấy da các bạn nhé. Sang đến sản phẩm thứ 6, đây là một mẫu, cũng là một mẫu đồng hồ vàng hồng đấy các bạn này. Đây là một mẫu đồng hồ vàng hồng này, yêu chưa. Đấy, được thiết kế rất là đơn giản thôi, tinh tế, đơn giản, nhẹ nhàng, gọi là dòng classic. Thì cọc số thì vừa điểm cọc số La Mã, vừa điểm cọc số đinh đá. Đó, kim bút chì, rất là đẹp luôn. Này, đeo văn phòng, nhẹ nhàng, cá tính. Đấy, phù hợp những bạn nào mà có cổ tay trung bình khoảng tầm 50 đến 60 cân thì đeo rất là đẹp luôn. Cũng là 32 các bạn nha, 34. Vâng, sai mặt này 34. Đấy, từ 5 đến 60 cân đeo mẫu đồng hồ này rất là đẹp. Giá em nó là 2.410.000 các bạn nhé. Vâng, sang đến mẫu đồng hồ thứ 7. Ở đây trên tay ta đang có một mẫu đồng hồ thứ 7. Có mã là FL1100954. Vâng, giá là 2.350.000. Đó, cũng đều là có này, xem xác thực các thứ của với lúc đây hàng chính hãng. Thì giới thiệu với các bạn, đây là một mẫu đờ mi, dây đờ mi. Đấy, thiết kế cũng khá là tinh tế, mặt số, đấy, mặt số là được dập hoa văn hình chám, rất là yêu luôn. Thiết kế rất là đơn giản, tối giản, chỉ có cọc số 12369 thôi. Đó, rất đơn giản. Ai thích sự năng động và đơn giản thì đeo mẫu đồng hồ này rất là đẹp luôn. Và mặt này đây, đó, mặt này. Vâng, giá là 2.350.000. Mua online được giảm 10% và được tặng kèm cho một dây da các bạn nhé. Vâng, sang đến mẫu đồng hồ này, đây là một mẫu đồng hồ cũng khá là đặc biệt, đó là mẫu đồng hồ vuông. Đây là một mẫu đồng hồ vuông rất là đẹp luôn, hai bên viền pendant được đính đá đây các bạn này, nhìn nó kỹ nha, long lanh luôn, cực kỳ đẹp này, rất sang chảnh luôn. Mặt sau đây đấy, mặt sau đây các bạn nha, đấy, thông số kỹ thuật rồi là tem chống giả của Tân Hải Minh, mã sản phẩm đầy đủ hết, rất là đẹp luôn. Giá của em nó là 2.180.000, 2.180.000. Mua là để giảm giá 10% và để tặng kèm một dây da nhân ngày 20 tháng 10. Vâng, sang đến mẫu đồng hồ thứ 9 này các bạn ơi. Vâng, đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế cực kỳ đẹp. Vâng, mặt số
Đây, ví dụ mặt kính này, mặt kính lồi nhá, nổi lên chém cạnh kim cương luôn này, lấp la lấp lánh luôn này. Đấy, chị em mình là chị em mình, không phải là chị em mà mình còn thấy đẹp, không biết chị em thì thấy thế nào nhỉ. Đấy, rất là đẹp luôn nhé. Trong cái đó là mặt trong số bên trong phía trong là được đính đá này, học số đính đá. Đấy, thiết kế tối giản, mặt khảm xà cừ. Đấy, mặt khảm xà cừ rất là đẹp. Và gối ở phần hai đầu dây đều được đính 8 viên đá. Đấy các bạn này, 8 viên đá rất là nổi. Đảm bảo với các bạn là đeo vào long lanh long lánh luôn này. Đấy, phần dây tôi thấy thích, rất là thích cái dây này được thiết kế rất là độc lạ luôn này các bạn này. Nhìn này. Đấy, khóa này, khóa bấm nhé các bạn nhé, này khóa này. Đấy, khóa rất là chuyên nghiệp luôn, đẹp. Đấy, có logo Facebook luôn này. Vào đây, mặt sau này. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Rồi, giá em nó là 2.450.000. Mua online được giảm giá 10% và được tặng kèm theo một dây da. Vâng, sang đến mẫu đồng hồ cuối cùng đang có mặt tại hệ thống đồng hồ giờ mắt của chúng tôi. Vâng, đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế mặt cũng rất là đơn giản, gồm có cọc số và vạch thôi, đơn giản lắm. Cọc số 12 giờ thì là được đính một viên đá, viền bên trên được đính đá. Độ dày con này cũng khoảng tầm 5 mm, và đặc biệt hơn nữa đó là dây lụa các bạn nhé, dây lụa này. Đấy, thì các bạn ví dụ là các bạn bảo là tay tôi to tay tôi nhỏ thì tôi phải làm thế nào, thì đơn giản thôi, các bạn chỉ cần mở ra, ở đây nó có cái phần mũi tên này, và cậy cho một cái gì đó nhọn nhọn vào đây, bạn cậy nó lên một cái, sau đó bạn đưa đi đưa lại nó vào theo cái này. Đây bạn thấy có một cái mấu nó lõm xuống đây không, thì khi các bạn đưa đi đưa lại theo cái dây này nó lỏng ra, cái khóa này nó sẽ chui vào đây thì nó sẽ chặt ra ngoài này, sẽ lỏng hơn. Thế cho nên là đây này, đi theo cái khớp khớp này này đó, thì các bạn mua về bác, cái này này không phải cắt mắt mà đơn giản lắm, rất đẹp đúng không ạ. Đây, mã của em nó là F7102602/338TL, mã gì mà dài ngoăng này. Giá của em nó là 2.180.000, rồi 2.180.000, mua online được giảm giá 10% và tặng kèm theo một dây da. Đây, dây da đây các bạn nhé. Các bạn đầu video thì tôi cũng đã giới thiệu rồi. Đó, được tặng kèm theo một dây da chính hãng thương hiệu Alano, dây của người Việt. Đó, thương hiệu người Việt. Thì ở đây thì tôi cũng giới thiệu review, giới thiệu từng sản phẩm cho các bạn rồi. Thì các bạn nếu mà thấy mẫu nào phù hợp với mình thì có thể comment dưới video này, cũng như là gọi điện trực tiếp cho chúng tôi trên số điện thoại trên màn hình để chúng tôi chụp ảnh gửi sản phẩm trực tiếp cho các bạn, để các bạn có thể xem trực tiếp một lần nữa. Vâng, thì thấy video này hay thì like, share, chia sẻ và cho các bạn bè để mọi người cùng được biết chương trình khuyến mại đặc biệt này của chúng tôi nhé. Vâng, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Vâng, xin chào.